Xin chào mọi người đã tới kênh YouTube của Tú Lâu Đài, kênh chuyên quảng bá giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật cũng như là giao lưu chia sẻ các kinh nghiệm về mỹ thuật tổng hợp. Đấy, thì hôm nay tôi vừa hoàn thành xong một bức tranh Sơn Thủy Hữu Tình. Bức tranh này là một trong các cái mẫu tranh mà được mọi người rất là yêu thích. Hiện tại là tranh này thì tôi không nhớ là vẽ được bao nhiêu bước rồi, nhưng mà cái mẫu này là một trong những mẫu mà rất là hoàn thiện về kỹ thuật và tôi nghiên cứu rất là lâu năm để đưa ra một mẫu mẫu này rất là chuẩn về nội dung ý tưởng. Đấy, bây giờ tôi sẽ quay chi tiết từng phần để mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé. Đấy, bức tranh này là một bức tranh phong cảnh có rừng núi sông nước. Bức tranh này diễn tả một ngày cảnh vật rất là đẹp trời của một buổi sáng bình minh. Đây là ánh mặt trời của buổi bình minh. Đấy. Nắng phơn phớt hồng và chiếu ánh mặt trời nó in bóng xuống dưới cái dòng sông này. Đấy. Từ trên cao và đổ xuống. Đây là những thác nước này là tượng trưng cho tài lộc từ khắp mọi nơi đổ về. Những vách đá đầy rêu phong. Trên này là những rặng cây cổ thụ rất nhiều màu sắc. Cây này là nó là có chút ánh nắng mặt trời nó dọi vào, nó bắt ánh sáng màu hơi hơi vàng. Đấy, đây là những lừng cây, rất nhiều loại cây tự nhiên này, có cả những cây thông này, lừng thông này. Dưới vách đá này là một khe suối nhỏ lóc lách chảy. Miêu tả rất chi tiết từng những góc nhỏ. Đây là bức tranh vẽ theo yêu cầu của một khách hàng là tuổi dê, cho nên là vẽ rất nhiều một đàn dê 5 con đang nhởn nhơ gặm cỏ ở bên dòng suối vừa trong vừa mát. Một cảnh tượng, một cảnh vật rất là nên thơ thanh bình. Dưới này là một chiếc thuyền của thương gia. Thuyền này thuyền kiểu của thương gia là ý tưởng là thuận buồm xuôi gió. Bức tranh còn mang ý nghĩa là thuận buồm xuôi gió để cầu cho những người sở hữu bức tranh này là tượng trưng cho gia đình luôn làm ăn là mọi thứ là thuận lợi phát triển, buôn may bán đắt. Đấy. Đây thuyền này là đang hướng về phía khi treo tranh là sẽ để cái mũi thuyền này hướng về phía trong nhà để tượng trưng là thuyền này thuyền chở gọi là của cải, để khi mà đã thành công đấy là mang của cải trở về gia đình. Đấy, thế này là cây tùng cổ thụ tượng trưng cho sự phát triển bền vững. Cây tùng là một loại cây sống rất là vững vàng và có tuổi thọ rất lâu, nên nó tượng trưng cho
là sự trường tồn phát triển. Cây tùng người ta còn được ví như là vua của các loài cây. Trên cây tùng là những đàn chim hạc, con bay con đậu nó quần tụ ở trên ngọn cây. Chim hạc cũng là loài chim rất là cao quý, nó cũng tượng trưng cho sự trường tồn vĩnh cửu và tuổi thọ của con người cũng như sự thanh cao. Cây tùng rất bề thế, đây là hai cây. Các tảng đá ở phía gốc cây rất là nồng chởm và nhiều những cây bụi mọc xen kẽ. Đây có một cái con đường mòn này. Đây là lối mòn để cho những người đi vãn cảnh ta dạo chơi. Đứng ở phía vách đá này mà đứng ngắm ra dòng thác kia đấy. Đây nhìn từ bờ sông bên này sang bên bờ bên kia thì nó có những thấp thoáng những ngôi nhà, ngôi làng ở ven sông. Đấy, có nhìn thấy cả những cái người ở trong căn nhà này đang ở ngoài sân. Đây là lũ trẻ chăn trâu ở bên dòng sông, bên bờ sông, những đàn trâu. Ngoài những tranh này xin giới thiệu với mọi người là vẽ trên chất liệu vải. Tranh này vẽ bằng màu arsenic trên chất liệu vải. Độ bền ít nhất là 15 năm. Đấy. Thậm chí là còn cao hơn rất nhiều. Vì chưa thể trải nghiệm hết từng đấy năm, kiểm chứng hết được. Nhưng có những bức tranh nó treo hàng chục năm nay thì vẫn như mới. Treo cho khách hàng, những vị khách hàng mà đến 10 năm sau gặp lại treo là gần như là mới nguyên, chưa có dấu hiệu gì là phai màu. Vì sau khi vẽ xong bức tranh này thì nó sẽ được bao phủ hai lớp sơn phủ bóng nên toàn bộ bề mặt bức tranh này và cả đằng sau của bức tranh này nữa. Đây bức tranh này là chất liệu bằng vải này. Vải này rất là dai và bền luôn. Đây, phía sau nữa. Quý khách nào có nhu cầu treo tranh thì liên hệ cho mình nha, họa sĩ Tu Lâu Đài. Số điện thoại 0969 985 989. Đó, nhận phục vụ quý khách trên mọi miền toàn Tổ quốc. Tranh này khi sau khi vẽ xong mà ví dụ như là mọi người ở xa đấy thì tôi sẽ tháo bức tranh này ra, tôi sẽ cuộn lại. Cái này nó mềm, nó dễ cuộn lại, không đóng vào trong cái ống nhựa tiền phong ấy, sau đó đóng nắp vào thì vận chuyển vô tư.
Ở xa thì chỉ tầm khoảng 4-5 ngày là tới nơi thôi. Chuyển phát nhanh, bưu điện thì nó cũng nhanh. Còn ở gần thì chỉ tầm 2-3 ngày. Nếu mà ai ở gần Hà Nội mà có thể gửi qua xe khách cũng được thì chỉ trong ngày là lấy được thôi. Trước khi đặt hàng thì quý vị cứ nghiên cứu kỹ ý tưởng, sau đó điện thoại cho tôi để tôi có thể tư vấn thêm rất nhiều. Đấy, tư vấn thật kỹ là xem là cái khu vực mình định treo tranh đấy thì xem cái diện tích nó như thế nào, thì tôi sẽ tính toán để đưa ra một cái kích thước phù hợp nhất. Lùi ra xa một chút nè. Đây, trong này còn một số tác phẩm cũng đang triển khai đây. Mọi người xem qua nhé. Bây giờ nó chưa hoàn thiện đâu, nhưng mà sắp tới hoàn thiện nó sẽ giới thiệu tiếp với quý vị.